Hai anh em, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái sơ bộ về kênh người bán ở trên Shopee và kênh người bán ở trên Shopee máy tính và điện thoại nó khác nhau như thế nào và nó gồm những chức năng gì, thì để cho anh em làm quen với lại cái giao diện của Shopee và về sau mình quản trị và mình làm cái Shopee nó sẽ hơn rất là nhiều nhá. Ok, chỗ này là chỗ thông báo của Shopee. Ngoài ra thì đến cái chỗ này là những cái danh sách việc cần làm, là một cái dashboard trong này có những cái đơn cần lấy này, rồi là đã xử lý rồi. Ví dụ như đây là mình có 8 đơn đã xử lý nhưng mà chưa đóng hàng này, tức là chưa đóng hàng gói hàng này. Bên vận chuyển họ chưa bấm này. Rồi đây là có một đơn là đang đợi là hoàn tiền này, một đơn là một cái sản phẩm đang bị khóa này. Đấy. Thế này là phân tích bán hàng của ngày hôm nay. Anh em thể là sẽ biết được là hôm nay là bán được bao nhiêu doanh số, chẳng hạn như là khi mình có một cái shop đây. Cái shop này chẳng hạn là hôm nay là đã bán được 3 đơn rồi, doanh số là 923.000, ví dụ vậy. Thì sẽ có thông số như này. Tiếp theo dưới này là kênh marketing. Ở dưới này sẽ là các chương trình khuyến mại của Shopee nó đang chuẩn bị ra mắt. Thì nó sẽ hiển thị ở chỗ này để chúng ta biết được là sắp tới có chương trình gì, thì nếu mà mình nhìn thấy ấy, nó thuộc ngành hàng của mình ấy, thì mình có thể đăng ký ngay tại đây. Tiếp theo dưới này là các cái công cụ marketing. Cái này nó sẽ sâu ra một chút thôi. Rồi đây là hiệu quả hoạt động để chúng ta biết được là cái shop của chúng ta những cái hiệu quả nó đang ở đâu, đang có gặp vấn đề gì không. Ở đây thì mình không có cái shop nào mà đang bị thấp, nếu mà thấp thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ, chỗ này nó sẽ màu đỏ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay lập tức, thì nó có cái dashboard rất là hay để mình nhìn nhìn một phát là mình bao quát tổng thể luôn cái số của mình. Thì bắt đầu đi từ trên xuống dưới, thì ở chỗ này là quản lý đơn hàng, thì chúng ta sẽ bấm vào tất cả đơn hàng này thì nó sẽ show ra toàn bộ đơn hàng của chúng ta liên quan đến phần đơn hàng. Đây tất cả này, đây là tất cả đơn hàng này, chờ xác nhận, chờ lấy hàng, đang giao này, đã giao, đã hủy và hoàn trả này. Anh em để xem được báo cáo theo ngày tháng năm, anh em có xuất báo cáo ra được. Anh em xuất báo cáo ra thì anh em sẽ có thông tin data khách hàng, có tên tuổi, địa chỉ, tất cả các thứ, rồi sản phẩm họ mua rõ ràng gạch mặt ở trong này, anh em thể download xuống. Thì trong cái video mà kiểm soát các cái con số á, thì mình sẽ làm lại cái phần mà quản lý này. Thế còn trong hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua nhé. Mấy cái ở dưới quản lý đơn hàng này, xử lý mấy cái này á, chỗ này này, hai bên dưới này thì nó nằm trong này luôn, nên là mình sẽ không bấm vào nữa. Tiếp theo đến chỗ sản phẩm, anh em ấn vào tất cả sản phẩm thì sẽ có cái danh mục là tất cả này, còn hàng hết hàng, tạm khóa, tạm ẩn này, chúng ta có thể vào xem là vậy. Tạm khóa này thì lý do là gì? Đó, như mình bị một khóa cái là bán sim đấy, sản phẩm bị cấm do quy định của pháp luật đấy, tại vì cái này là mình chưa đăng giấy tờ lên đã bị ẩn này. Rồi là thêm sản phẩm, đăng sản phẩm này, nó sẽ có xong là hết. Đăng sản phẩm thì anh em có là mình có thể xử lý được sản phẩm, ví dụ như là cập nhật kho loạt này, rồi là cập nhật thuộc tính hàng loạt này, đăng sản phẩm hàng loạt này, nó sẽ nằm ở trong này đấy. Đăng một sản phẩm thì nó sẽ nằm ở đây. Thì từ đến cái bài đăng sản phẩm thì mình sẽ vào sâu cho anh em xem nhé. Tiếp theo là chúng ta có thể tìm được cái sản phẩm dựa vào danh mục hoặc là dựa vào tên sản phẩm ở đây. Đấy. Còn tiếp theo là đến kênh marketing. Nếu trong kênh marketing này thì anh em sẽ nhìn thấy cái đầu tiên ở trên đầu này là Shopee marketing. Nó tất cả các chương trình của Shopee 1K, 9K, rồi các chương trình như là đồng giá 7K, các chương trình của lớn của Shopee ấy, sẽ nằm trong này. Mình sẽ bấm cho anh em xem. Ở đây thì nó chia làm mấy loại, một là các loại liên quan đến quảng cáo thì nằm ở đây, khuyến mại mà mình tự đưa ra ấy, thì nó sẽ nằm ở đây, tất cả khuyến mại mình sẽ đưa ra. Còn đây là tăng lượng truy cập thì là hai cái này. Đấy, thì nó sẽ chia rõ ràng cho mình hiểu rồi. Thì đến cái phần marketing chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về từng cái một và cách ứng dụng, cách tối ưu, cách phát triển nó như nào, làm sao để chúng ta tận dụng được cái công cụ này. Mình thấy là cái bộ công cụ này của Shopee nó cực kỳ mạnh luôn, nếu mà bạn nào biết sử dụng. Nếu các bạn biết sử dụng thì các bạn sẽ thấy là gần như là làm Shopee rất đơn giản. Ok, bộ đây là cái chương trình của Shopee, thì hôm nay nó đã bị lỗi anh em ạ, nó bị lỗi, anh em thấy không? Tại nay cái này là dòng code thì nó lại hiển thị luôn màn hình. Đấy, bị lỗi. Nó không sao, khi mà chúng ta muốn đăng ký thì phải bấm đăng ký là xong. Thì đến cái phần đăng ký chương trình của Shopee thì chúng ta sẽ đăng ký chẳng hạn như đồng giá 6K này, anh em thích thì đăng ký. Ok, tiếp theo này. Hết cái phần mà kênh marketing rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần cái quảng cáo này là một phần nhỏ trong kênh marketing thôi, thế nên mình sẽ không đi qua nữa. Phần tiếp theo là phần liên quan đến tài chính. Tài chính thì chúng ta cần mật khẩu mới vào được. Đây, mật khẩu chúng ta mới vào được. Đây là tài chính này. Chúng ta sẽ vào xem được là thế nào sẽ thanh toán, đã thanh toán như nào rồi, nó sẽ biết được. Đấy, rõ ràng thu nhập chúng ta có thể tải báo cáo về để xem thu nhập thanh toán như thế nào. Ở trong này chúng ta sẽ có ví Shopee, xem là trong đấy còn bao nhiêu tiền. Đấy, như của mình trong này còn 10 triệu, vậy thế doanh số đến từ đâu, cộng với đâu, nạp tiền tự động trừ tiền này, trừ như rác luôn. Xem là sự điều chỉnh. Cái điều chỉnh này là những cái mà Shopee bị lỗi thì nó sẽ điều chỉnh lại. Đấy. Nhưng mà ở đây thì mình không có cái nào bị cần phải điều chỉnh cả. Trong vòng tháng này không có cái đơn nào bị cần được điều chỉnh cả. Đây là nạp tiền quảng cáo tự động, anh em nhìn thấy không? Chạy quảng cáo 21 này, 22, 23, 24 này. Mỗi ngày mình cứ để nó chạy tự động thôi.
tài khoản ngân hàng các bạn cần add tài khoản ngân hàng thì các bạn add vào đây, bấm vào thêm tài khoản ngân hàng và có thể thêm vào đây được. Tiếp theo là chỗ phân tích dữ liệu, thì cái này một mảng cực kỳ sâu, chúng ta sẽ biết được tất cả mọi thứ liên quan đến cái tất cả mọi thứ liên quan đến cái shop của mình. Đúng rồi. Shop của mình như thế nào, doanh thu bao nhiêu, sản phẩm bao nhiêu, rồi kênh marketing chat chít thế nào, các thứ trong này hết, rồi nhiều thứ lắm anh em ạ. Thì đến cái phần mà phân tích các cái con số của Shopee thì mình sẽ đi sâu vào cái phần này để anh em hiểu rõ. Cái này là một cái rất là rộng và chúng ta khi chúng ta chỉ cần phân tích nó ra thôi là chúng ta đã nắm được gần như tất cả cái để chúng ta chiến với Shopee rồi. Ok, đây là trong cái phần phân tích dữ liệu này thì nó có thêm cái hiệu quả hoạt động và sao của tạ. Chúng ta sẽ biết được chúng ta bị tạ ở chỗ nào, lý do gì bị tạ để chúng ta khắc phục. Rồi. Những cái số này của mình là ok, sạch sẽ, ngon nghẽ, đẹp đẽ. Nó sẽ biết được là bao giờ thì hết tạ người ta tính toán được. Vì khi bị tạ anh em sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều nên anh em phải cần tính toán chỗ này. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ quản lý shop. Thì trong cái phần quản lý shop này có đánh giá của shop này, chúng ta sẽ biết được là đánh giá của mình là 4.7 này. Đó, đánh giá này. Đấy, thấy chưa? Đây là các loại đánh giá này, nó sẽ xem là khách hàng đánh giá như nào để có thể trả lời, nhưng mà trả lời bình thường là mình cài trả lời tự động cơ, mà hôm nay cái API trả lời tự động thì nó bị lỗi nên là chưa không cài được. Tiếp theo là cái hồ sơ của shop thì bây giờ nó sẽ bao gồm như này, đây là thông tin này, ảnh bìa này, ảnh đại diện này, giao diện các thứ này, mô tả shop này, chúng ta sẽ có cái mô tả của shop, chúng ta có cái tên của shop này 30 ngày đổi một lần này, rồi chúng ta sẽ có các thứ liên quan đến chuyện là các cái đường link hỗ trợ này, chúng ta có thể thêm được tải hình ảnh các thứ đây, gắn link các thứ, thêm những hình ảnh mô tả rồi là về sản phẩm chúng ta đây. Đấy. Như này. Thế cái này nó thuộc trong cái phần mà trang trí. Đó, trang trí shop thì chúng ta cũng ăn trang trí đây. Đây cái phần này là phần chuyên về trang trí này. Thiết kế trang trí cái shop chúng ta này, nó giống như Lazada vậy ạ. Rồi danh mục này, báo cáo, chúng ta sẽ xem được cái báo cáo của mình. Ví dụ báo cáo xuất đơn hàng, phiếu gửi hàng, số dư, thu nhập, báo cáo marketing xem đốt hết bao tiền rồi, rõ ràng trong này hết. Trong cái phần thiết lập shop này chúng ta có thiết lập các cái kênh vận chuyển của chúng ta ở trong này. Anh em thích kênh nào thì mình bật lên. Tất cả kênh vận chuyển mình sẽ bật lên ở đây. Đấy, trong này. Mình sẽ nằm hết trong này. Rồi địa chỉ lấy hàng, nhập hàng như của mình đây là Phan Đức Nho đây. Địa chỉ nhà mình 1-269 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Rõ ràng như này. Anh em có thể cho nhiều địa chỉ ở đây, có thể là địa chỉ lấy hàng và địa chỉ trả hàng khác nhau cũng được, không sao. Rồi một số cái thiết lập liên quan đến cơ bản như là cho phép người mua có gọi được hay không. Đấy, chế độ tạm nghỉ. Anh em tắt OTP nó nằm ở đây, thiết lập thanh toán riêng tư, cả chat, cả thông báo, rõ ràng ở trong này. Đấy, anh em cần thông báo đây. Còn thông báo thì nó sẽ hiển thị tất toàn bộ thông báo ở đây. Anh em nhớ phải bật hết thông báo lên thì mới nhận được nhiều những cái thông tin từ Shopee. Liên quan đến tài khoản thì chúng ta phải cần mật khẩu, em sẽ nhập mật khẩu lên. Đó, trong này sẽ hồ sơ của mình là tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ, đây, số điện thoại này, địa chỉ của mình là địa chỉ email này, rồi là mật khẩu này, API lại là cái này mình chưa kết nối với cái nào vì đang bị lỗi API nên là không trả lời và nhắn tin tự động được đây anh em ạ. Ok, thì đấy là toàn bộ kênh bán hàng ở trên Shopee máy tính. Thế còn ở trên điện thoại thì nó như thế nào? Ở trên điện thoại thì nó sẽ có thêm một vài chức năng nữa, thì ví dụ như là đăng bài Shopee feed này, chơi game này, livestream này, nó khá là nhiều chức năng nữa. Thì cái phần mà các cái dashboard ở trên điện thoại anh thì có thể là mình sẽ làm một cái video riêng vì nó khá là nhiều. Thế nhưng mình chỉ cần nhắc nhở anh em là một là nó sẽ có thêm livestream, hai là có thêm cái đăng bài hàng ngày á, cái Shopee feed. Đấy, hai cái đấy là anh em cần phải quan tâm và cần phải đăng bài hàng ngày ở trên đấy. Nghĩa là Shopee feed chúng ta có thể đăng được status, chúng ta có thể đăng được video, anh em có thể đăng được hình ảnh, anh em gắn thẻ sản phẩm. Đấy, khá là hay. Khi mà anh em có nhiều người follow rồi anh em làm cái điều đấy rất là hay. Ok, thì trong cái video tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu sâu hơn về từng phần một ở trong cái trình quản lý và trình bán hàng ở trên Shopee này. Và với phiên bản máy tính nhá, mình sẽ tập trung vào là hướng dẫn anh em làm trên máy tính, còn anh em mà làm trên điện thoại thì có rất là nhiều cái quảng cáo, anh em khó, rất khó làm trên điện thoại. Anh em có thể vào trình duyệt điện thoại và làm được nhưng khó, anh em nên dùng máy tính nhá. Ok, bye bye anh em, thì hẹn gặp anh em ở một cái video sau, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn từng phần một. Đây là cái dashboard của Shopee ngày 25 tháng 6 2020 nhé. Ok, bye bye anh em.